Chào mừng quý vị đã quay trở lại với bản tin Cà phê Sài Gòn. Thưa quý vị, liên quan đến quy định đối tượng vay vốn của tổ chức tín dụng ngân hàng phải là thể nhân hoặc pháp nhân mà chúng tôi đã đăng tải vừa qua. Đại diện Ngân hàng Nhà nước vừa lên tiếng cho biết là quy định này không nhằm ép các hộ kinh doanh cá thể phải chuyển đổi lên thành doanh nghiệp. Thay vào đó thì để được vay vốn, các hộ kinh doanh, tổ hợp tác nhỏ lẻ cũng có thể vay với tư cách là cá nhân. Trả lời trên báo chí mới đây, đại diện Ngân hàng Nhà nước cho biết, việc hiểu quy định đối tượng vay vốn phải là thể nhân hoặc pháp nhân trong thông tư số 39 là nhằm ép các hộ kinh doanh, tổ hợp tác lên thành doanh nghiệp là không đúng. Nếu muốn vay để phục vụ hoạt động kinh doanh, các chủ hộ kinh doanh cá thể vẫn có thể vay với tư cách cá nhân. Cũng theo vị này, quy định mới sẽ tạo thuận lợi hơn cho các ngân hàng trong việc ký kết hợp đồng vay vốn cũng như đòi nợ. Bởi theo quy định hiện nay, việc ký kết hợp đồng với đại diện tổ hợp tác hoặc hộ gia đình cần phải có sự liên đới chịu trách nhiệm của tất cả các thành viên. Nhưng khi xảy ra nợ xấu, việc truy cứu trách nhiệm của các thành viên rất khó khăn. Còn theo quy định mới thì chỉ có cá nhân chủ hộ hoặc người đứng đầu tổ hợp tác phải chịu trách nhiệm. Hơn nữa, việc thay đổi chủ thể được vay vốn là được triển khai từ Bộ Luật Dân sự 2015, trong đó quy định chủ thể tham gia quan hệ dân sự phải là pháp nhân và cá nhân, nghĩa là không thừa nhận tư cách hộ nữa. Sắp tới, không chỉ hợp đồng vay vốn, mà tất cả các hợp đồng dân sự đều sẽ không còn chủ thể hộ. Trước đó, khi thông tư 39 được ban hành, đã bị hiểu lầm là một cách để ép các hộ kinh doanh chuyển đổi lên thành doanh nghiệp nhằm hiện thực hóa mục tiêu 1 triệu doanh nghiệp vào năm 2020 mà chính phủ đề ra. Ngân hàng Nhà nước cũng đã phải có một cuộc họp với Tổng Giám đốc tất cả ngân hàng thương mại lớn để thông tin và giải thích về quy định trên. Chính phủ vừa mới ban hành nghị định quản lý tài chính của Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN. Nghị định nêu rõ là EVN không được huy động vốn để đầu tư vào các lĩnh vực chứng khoán, ngân hàng, bảo hiểm, quỹ đầu tư, bất động sản và tài chính. Nghị định số 10 năm 2017 nêu rõ, EVN được quyền sử dụng vốn của EVN để đầu tư ra ngoài EVN thuộc các ngành nghề kinh doanh được quy định trong điều lệ tổ chức hoạt động của EVN. Việc đầu tư vốn ra ngoài, EVN phải tuân thủ các quy định của pháp luật và đảm bảo nguyên tắc có hiệu quả, bảo toàn và phát triển vốn, tăng thu nhập và không làm thay đổi mục tiêu hoạt động của EVN. Nghị định cũng không cho phép EVN nhận đầu tư góp vốn từ các công ty con của EVN, từ các công ty con của doanh nghiệp cấp 2. EVN được quyền huy động vốn của các tổ chức cá nhân trong và ngoài nước để đáp ứng nhu cầu vốn của EVN và tự chịu trách nhiệm về hiệu quả sử dụng vốn huy động, hoàn trả đầy đủ cả gốc và lãi vay cho chủ nợ mà EVN đã cam kết. Việc huy động vốn của EVN phải đảm bảo hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu không vượt quá 3 lần. Thưa quý vị, thông tin từ Tổng cục Thuế cho hay là tính đến ngày 14 tháng 2 vừa qua, cả nước đã có thêm 3 cục thuế triển khai thí điểm hoàn thuế giá trị gia tăng điện tử, nâng tổng số địa phương hoàn thuế điện tử của cả nước lên còn số 5. Thông tin từ Tổng cục Thuế cho biết, tính đến ngày 13 tháng 2 có thêm 3 cục thuế là Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai và Bình Dương thực hiện thí điểm hoàn thuế giá trị gia tăng điện tử, tiến hành tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả hoàn thuế bằng phương thức điện tử. Trước đó, Hà Nội và Hải Phòng là hai địa phương đầu tiên tập huấn cho doanh nghiệp thực hiện tiếp nhận giải quyết hồ sơ hoàn thuế qua mạng. Hiện đề án hoàn thuế điện tử đang trong giai đoạn thí điểm. Theo đánh giá của cơ quan thuế, thời gian đầu triển khai việc tiếp nhận và giải quyết hồ sơ hoàn thuế đang diễn ra khá nhịp nhàng. Việc chuyển hồ sơ qua mạng cũng không gặp trở ngại gì. Tuy nhiên, do nhiều doanh nghiệp chưa quen với cách làm mới nên có nhiều thiếu sót trong thực hiện hồ sơ thuế trong thời gian đầu. Valentine's Day hay còn gọi là ngày lễ tình nhân bắt nguồn từ các quốc gia châu Âu nhưng lại trở thành một ngày lễ phổ biến tại những nước châu Á. Trong nhiều năm qua, và nếu như người phương Tây thường kỷ niệm ngày lễ tình nhân hàng năm theo phong cách lãng mạn thì tại châu Á, không ít các quốc gia đã mang đến ngày lễ này những trải nghiệm vô cùng độc đáo và sáng tạo. Mời quý vị đi đến một vài quốc gia trên thế giới để xem họ đã tạo nên những không gian đặc biệt cho ngày lễ tình nhân 14 tháng 2 năm nay như thế nào. Người ta gọi đây là con cà cuốn, một loài côn trùng thuộc bộ cánh nửa sống dưới nước. Thoạt nhìn con vật này khiến cho không ít người cảm thấy sợ hãi. Nhưng tại một nhà hàng của Nhật Bản, cà cuốn lại trở thành loài côn trùng nổi bật nhất vào ngày lễ tình nhân năm nay. Những loại bánh ngọt, nước uống và cả cocktail đều được trang trí bởi một hoặc một vài con cà cuốn. Đó là ý tưởng tạo nên sự trải nghiệm độc đáo cho các cặp đôi khi đến với quán Durian Bar vào dịp lễ tình nhân năm 2017. Khách hàng của Durian Bar, hẳn nhiên cả những người sợ hay là yêu thích côn trùng đều cảm thấy tò mò và thích thú với sự sáng tạo của ý tưởng này. Một số người thậm chí đã vượt qua cả nỗi sợ hãi của bản thân để thưởng thức món bánh hoặc thức uống của mình một cách ngon lành. Ấn tượng của tôi về những con côn trùng này là chúng rất dơ và đáng sợ, nhưng món cocktail này thì ngon thật. Và thú vị là chính những con cà cuốn này đã làm cho thức uống của tôi có mùi vị hơn. Và tôi nghĩ thì cà cuốn cũng có thể trở thành món ăn đấy chứ. Ngoài cà cuốn, những loài côn trùng khác như sâu cũng nằm trong top các món ăn được yêu thích tại thực đơn đặc biệt của ngày Valentine năm nay.
Với rất nhiều người, việc đưa côn trùng vào thực đơn là một ý tưởng đáng được hoan nghênh. Bởi theo Tổ chức Nông lương Liên Hiệp Quốc, côn trùng là một trong những nguồn cung cấp protein tự nhiên và thân thiện với môi trường. Tôi thì yêu côn trùng lắm và tôi thấy rất thú vị khi ăn chúng. Tôi tự tin cho rằng côn trùng có nhiều tiềm năng để trở thành nguồn thực phẩm thay thế hay thậm chí là trở thành một nét đặc biệt trong ẩm thực tại Nhật Bản. Cũng tại Nhật Bản, một hãng sản xuất bánh kẹo nổi tiếng trên thế giới đã phá vỡ mọi giới hạn về định nghĩa của món sushi truyền thống. Để thu hút các cặp đôi tìm đến, nhân dịp lễ tình nhân 2017, một cửa hàng trên đường Ginza tại thủ đô Tokyo, Nhật Bản đã cho ra đời món sushi sô-cô-la. Sushi gồm cá ngừ, nhím biển hay trứng tráng như thế này, thực chất được làm từ những loại pudding, quả mâm xôi, phô mai hoặc bí đỏ. Ngoài ra thì còn có những thanh sô-cô-la được chế biến với đa dạng màu sắc khác nhau, tương ứng với nhiều loại hương vị. Đây là mùa lễ tình nhân Valentine, cho nên tôi hy vọng sô-cô-la sushi sẽ là một sự lựa chọn mới dành cho những món quà sô-cô-la trong ngày lễ tình nhân thông thường. Chắc chắn là loại sô-cô-la này sẽ gây bất ngờ và thú vị hơn nhiều. Trong khi đó tại Mỹ, quốc gia được xem là nhà sản xuất sô-cô-la nổi tiếng trên thế giới, những món quà bằng sô-cô-la được các cặp đôi lựa chọn mang phong cách truyền thống hơn nhưng không kém phần tinh tế và sang trọng. Một cửa hàng tại thủ đô Brussels đã thu hút sự chú ý của những tín đồ yêu thích sô-cô-la và các cặp tình nhân bằng việc trưng bày hàng loạt những mẫu sô-cô-la bắt mắt dưới hình dạng của trái tim hay những cành hoa hồng. Mỗi hộp sô-cô-la như thế này có giá từ 20 đến 40 euro. Tôi kỷ niệm cho tình yêu của mình, anh ấy có thể mua tặng tôi một món quà và tôi nghĩ thì nó nên là sô-cô-la. Sản xuất sô-cô-la là một trong những ngành nghề quan trọng đối với kinh tế Bỉ, trong đó sản lượng hàng năm đều trên 500.000 tấn. Cũng tại quốc gia này, có đến gần 11% lao động tham gia lĩnh vực sản xuất sô-cô-la trong toàn ngành công nghiệp thực phẩm. Và không chỉ riêng Bỉ, sản xuất sô-cô-la còn được xem là một ngành ăn nên làm ra tại các nước châu Âu. Theo thống kê của Eurostat, hàng năm châu Âu tiêu thụ đến 2,5 triệu tấn sô-cô-la. Không phải là những tặng phẩm độc đáo hay giá trị đến với quốc gia đông dân nhất thế giới, dịp lễ tình nhân năm nay, một con đường tại thành phố Trạm Giang, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc được thắp sáng rực rỡ bằng những nhân vật hoạt hình và những biểu tượng tình yêu bằng đèn. Cung đường dài 2,6 km này được thắp đèn vào mùa Valentine có sức hút đặc biệt không chỉ đối với những người yêu nhau mà còn là điểm đến thú vị cho nhiều gia đình. Vượt xa khỏi những ý nghĩa nguyên thủy ban đầu khi mà người ta xem 14 tháng 2 hàng năm là ngày mà cả thế giới tôn vinh tình yêu đôi lứa, tình cảm giữa các đôi tình nhân và bạn bè khác phái. Những người thường bày tỏ tình cảm của mình bằng cách gửi cho nhau thiệp Valentine, hoa hồng, sô-cô-la, lễ tình nhân ngày nay đã và đang được thể hiện bằng những cách thức mới lạ và độc đáo hơn. Theo đó, chính những ý tưởng sáng tạo nhất sẽ trở thành công cụ hiệu quả để kiếm tiền vào những dịp đặc biệt như thế này. Chứng khoán trên hai sàn đã có diễn biến trái chiều trong phiên giao dịch ngày hôm qua 14 tháng 2. Chỉ số VN Index vẫn giữ được sắc xanh nhờ vào các cổ phiếu có vốn hóa lớn. Chỉ số VN Index diễn biến rung lắc trong phiên buổi sáng. Nhóm cổ phiếu ngân hàng góp phần vào xu thế giữ nhịp cho thị trường. Bên cạnh đó, bộ đôi HAG và HNG của tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai tiếp tục phiên tăng tốc tích cực. Bước sang phiên chiều, VN Index giằng co mạnh hơn trước sự phân hóa của các cổ phiếu vốn hóa lớn. Tuy nhiên, thị trường giữ được sắc xanh cho đến cuối phiên nhờ sự hỗ trợ của các mã như Sabeco, Vincom, ROS. Dòng tiền hiện đang tập trung vào nhóm cổ phiếu vốn hóa vừa và thấp, hoạt động giao dịch trên sàn có xu hướng gia tăng. Khép phiên, VN Index tăng nhẹ lên mốc 706,26 điểm, thanh khoản đạt gần 3.300 tỷ đồng, tương đương hơn 175 triệu đơn vị được chuyển nhượng. Sắc đỏ đã trở lại với chỉ số HNX Index trong phiên giao dịch. Các cổ phiếu chủ chốt không còn hỗ trợ thị trường. Bên cạnh đó, số mã giảm giá cũng lớn lướt trên toàn sàn. Hoạt động giao dịch vẫn giữ ở mức ổn định. Chốt phiên HNX Index giảm 0,27% xuống còn 86,19 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 44 triệu đơn vị, ứng với trên 430 tỷ đồng. Thưa quý vị, chúng tôi sẽ tiếp nối phần tin trong nước với các thông tin đáng chú ý sau đây. Hiệp hội du lịch Thành phố Hồ Chí Minh kiến nghị tiếp tục miễn thị thực cho du khách Tây Âu. Ba chợ đầu mối nông sản tại Thành phố Hồ Chí Minh kiến nghị đẩy nhanh việc tăng phí quản lý chợ.